Dịch: Ngâm biểu môi. Xưa nay một vật chữ cũng sai, thân sanh mang nghiệp chữ cũng phải. Vì sao ngủ uổng chữ lăng xăng, bám chặt tứ đại chữ nương tựa. Bỗng có cao thấp chữ ngắn dài, tự chịu sanh già chữ bệnh chết. Người có thạnh chữ thì có suy, hoa có tươi chữ thì có héo. Nước có hưng chữ thì có vong, thời có thái chữ thì có bỉ. Ngày có chiều chữ thì có mai, năm có chung chữ thì có thủy. Trở về ẩn đạo chữ núi rừng, nguội lạnh lợi danh chữ triều thị. Thiếu thất chín năm chữ cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm chữ với ta tri kỷ. Tùy phần chữ liên xã châu mày, rộng chí chữ triệu châu răng gõ. Dù cho trước tiếng chữ gật đầu, đâu được trong giày chữ động ngón. Lò hồng không đúc chữ dùi trong đẩy, cọp mạnh đói chữ chẳng liếc mồi. Minh châu há ngại chữ sóng gió, sắc chánh xá gì chữ tía hồng. Đến đây rồi chữ xử lý toàn bày, cầm giữ buông bỏ chữ đâu cần nghĩ ngợi. Châu đá giữa đêm vào biển đông, càng ngã san hô trăng như nước. Giảng: Biểu môi là trề môi tỏ thái độ không bằng lòng. Thượng sĩ là người đã giác ngộ mà còn biểu môi tỏ thái độ không bằng lòng việc gì? Chúng ta hãy đọc kỹ sẽ thấy cây biểu môi của Ngài. Xưa nay một vật chữ cũng sai, thân sanh mang nghiệp chữ cũng phải, là cái biểu môi của thượng sĩ. Lục Tổ Huệ Năng đâu không nói bản lai vô nhất vật là bản thể chân thật có sẵn nơi mỗi người. Vì không hình tướng, không sanh diệt, không bị vô thường chi phối nên nói không một vật. Nếu nói có một vật là không đúng. Khi Ngài hoài nhượng tới Lục Tổ, Lục Tổ hỏi: Ở đâu đến? Hoài nhượng thưa: Ở Tung Sơn đến. Vật gì đến? Nói in tuồng một vật tức không trúng. Lại có thể tu chứng chăng? Tu chứng tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được. Qua câu nói này, Lục Tổ liền ấn chứng cho sau này làm tổ. Khi Ngài hoài nhượng đáp: Nói in tuồng một vật tức không trúng, là đã khế hợp với bản lai vô nhất vật mà Lục Tổ đã nói. Tuy Ngài hoài nhượng trả lời khế hợp với chỗ thấy của Lục Tổ, nhưng Lục Tổ muốn trắc nghiệm xem Ngài đã thấu suốt chưa mới hỏi tiếp: Lại có thể tu chứng chăng? Ngài đáp: Tu chứng tức chẳng không, chẳng không tức là có, nhiễm ô không thể được. Vì thể chân thật không tướng mạo, làm sao nhiễm nhơ được? Nên thượng sĩ nói: Xưa nay một vật chữ cũng sai. Nhưng khi đã sanh thân mang nghiệp chữ cũng phải. Tại sao lạ vậy? Vì đã mang nghiệp sinh ra trên đời này rồi, thì thấy thân mình là thật có, thấy muôn vật là thật có, cái gì có cũng phải hết. Thượng sĩ nói, khi tỉnh ngộ, chỉ nói một vật cũng là sai. Khi mê tạo nghiệp đi trong luân hồi sanh tử, thì thôi vô số sự vật cái nào cũng phải. Đó là hai câu đầu nói về thể chân thật xưa nay vốn không một vật của người đã giác ngộ. Và người mê tạo nghiệp sanh thân thì thấy muôn ngàn sự vật đều có. Vì sao ngũ uẩn chừ lăng xăng, bám chặt tứ đại chừ nương tựa? Tại sao chúng ta bị năm uẩn tụ họp làm rối loạn, rồi chúng ta nương bám vào sắc uẩn là thân tứ đại này, cho đó là thân mình? Thượng sĩ biểu môi không bằng lòng là không bằng lòng chỗ này. Tại sao trước không có một vật mà bây giờ ngũ uẩn tập hợp,
chúng ta nương bám sắc thân tứ đại cho là mình, có vô lý không? Bỗng có cao thấp chừ ngắn dài, tự chịu sanh già chừ bệnh chết. Từ chỗ bám chặt vào sắc thân tứ đại cho là mình, nên thấy mình cao người thấp, mình hay người dở, tạo bao thứ nghiệp, rồi chịu quả khổ sanh già bệnh chết. Khi đã mang thân sanh già bệnh chết, cứ chấp chặt vào thân, mất thân này chụp thân khác, tiếp nối kiếp kiếp đời đời không ngừng. Đây là hiện tượng mà thượng sĩ biểu môi không bằng lòng. Đối với hiện tượng này, chúng ta biểu môi hay vui mừng hỷ hạ? Chúng ta sinh ra là tổ chức ăn mừng, thượng sĩ thì thấy vô lý, nên Ngài diễn tả cho chúng ta thấy cái vô nghĩa của cuộc đời. Người có thạnh trừ thì có suy, hoa có tươi trừ thì có héo, nước có hưng trừ thì có vong, thời có thái trừ thì có bỉ, ngày có chiều trừ thì có mai, năm có chung trừ thì có thủy. Tất cả mọi sự vật, cái nào cũng chịu luật vô thường chi phối. Con người sanh ra có trẻ thì có già, hoa có tươi thì có héo, nước có hưng thì có vong, thời có thái, hưng thịnh thì có bỉ, xấu. Ngày có chiều thì có mai, năm tháng có chung thì có thủy. Sự vật nào cũng ở trong dòng tương đối, ở dạng này rồi đổi qua dạng kia, không có một vật cố định không đổi dời. Như vậy, ở đời cái gì là vui? Nếu trẻ là vui thì già là buồn. Nếu hoa nở là vui thì hoa tàn là buồn. Nếu đất nước hưng thịnh là vui thì suy vong là buồn. Nếu gặp thời cơ thuận tiện được lợi thì vui, thời cơ bất tiện bất lợi thì buồn. Tóm lại, tất cả người, vật, thời tiết, năm tháng đều nằm trong pháp đối đãi. Đã là pháp đối đãi thì có cái gì là thật? Đã là không thật thì bám víu để làm gì? Trở về ẩn đạo trừ núi rừng, nguội lạnh lợi danh trừ triều thị. Thôi không bám víu pháp đối đãi ở thế gian, tránh xa thành thị, vào núi rừng ở ẩn để tu hành, bỏ hết chuyện lợi danh chốn ồn náo mà thiên hạ đang bon chen giành giật. Thiếu thất chín năm trừ cùng ta đồng tâm, hoàng mai nửa đêm trừ với ta tri kỷ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, lúc chưa gặp cơ hội truyền bá thiền, Ngài lên ngọn Tung Sơn ngồi xây mặt vào vách chùa Thiếu Lâm để chờ thời, đủ duyên mới ra giáo hóa. Xưa ở hội Huỳnh Mai, lúc nửa đêm, Lục Tổ được Ngũ Tổ trao y bát xong là vào rừng núi, ở ẩn hơn 10 năm. Thượng sĩ tự thấy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma lúc ngồi xây mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm trên ngọn Tung Sơn là bạn đồng tâm với Ngài. Và Lục Tổ Huệ Năng hơn 10 năm ẩn náu trong rừng là bạn tri kỷ của Ngài. Tùy phần trừ liên xã châu mày, rộng chí trừ triệu châu răng gõ. Liên xã châu mày, dẫn điển tích, Đào Uyên Minh là một nhà văn thơ giỏi, được Ngài Huệ Diễn ở Lô Sơn mời đến hội Bạch Liên xã để chuyên niệm Phật. Tuy không xứng hợp, song Đào Uyên Minh nể tình Ngài Huệ Diễn đến. Đến với đôi mày nhíu lại, lòng không thích mà cũng phải chiều vậy. Câu chuyện triệu châu răng gõ, tôi tra nhiều tài liệu mà vẫn không tìm ra điển tích này. Chỉ thấy trong thiền sử, Hàng Giang Công hỏi thiền sư Bảo Thông: Hòa thượng tuổi được bao nhiêu? Sư cầm sâu chuỗi dở lên bảo: Hội chăng? Chẳng hội. Ngày đêm 108. Văn Công không hiểu trở về. Hôm sau Văn Công lại đến, vừa tới cửa gặp Hữu Tọa. Văn Công thuật câu nói hôm qua của sư, hỏi ý kiến thế nào. Hữu Tọa vỗ răng ba cái. Văn Công vào trong gặp sư, hỏi lại ý kiến hôm qua,
sư cũng dỗ răng ba cái. Chuyện Triệu Châu gõ răng, tôi đọc hết ngữ lục và quản lục của ngài, chỉ thấy có hai trường hợp nói đến răng. Trường hợp thứ nhất, có một vị đại vương ở Trấn Châu hỏi ngài: Sư tôn năm nay bao nhiêu tuổi? Triệu Châu đáp: Chỉ có một cái răng, làm sao nhai được thức ăn? Tuy nhiên một cái từ từ nhai được. Trường hợp thứ hai, có một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: Hoa Phật chưa nở, làm sao biện được chân thật? Ngài đáp: Đã nở. Vị tăng đem việc này thuật lại cho ngài Lạc Phổ nghe. Nghe xong, Lạc Phổ gõ vào răng một cái. Nếu gõ vào răng thì ngài Lạc Phổ gõ, chứ không phải Triệu Châu gõ. Triệu Châu răng gõ, e dùng lộn một tên chăng? Dù cho trước tiếng chừ gật đầu, đâu được trong giày chừ động ngón. Đoạn đầu, thượng sĩ trình bày cho chúng ta thấy cái thể chân thật của mình xưa nay không một vật, do mê tạo nghiệp nên có thân năm ấm. Chấp thân năm ấm là mình thì thấy có cao thấp, tốt xấu, mới có sanh già bệnh chết khổ đau. Xét kỹ cuộc đời, từ con người cho tới muôn vật, cái nào cũng có lúc thạnh lúc suy, có hưng có vong. Không có cái nào trước sau như nhất ở một thể cố định. Thấy rõ như vậy nên không đuổi theo, không nắm bắt, mà lui vào núi rừng vắng vẻ để tu, trút hết mọi lợi danh ở chốn thị thành. Việc làm này giống như tổ Bồ Đề Đạt Ma khi chưa gặp người truyền đạo, ngồi xoay mặt vào vách ở chùa Thiếu Lâm, núi Tung Sơn. Giống như Lục Tổ ẩn trong rừng hơn 10 năm khi chưa đủ duyên giáo hóa. Giống như Đào Uyên Minh bị mời vào hội Bạch Liên xã. Giống như Triệu Châu, người chí rộng. Các thiền sư đã giác ngộ, nhận ra thể chân thật mà chưa đủ duyên để giáo hóa, nên phải ẩn nhẫn chờ đợi cơ duyên. Lúc các thiền sư chưa gặp thời duyên giáo hóa, không khác đoạn. Dù cho trước tiếng chừ gật đầu, đâu được trong giày chừ động ngón. Đối diện với người, người chưa nói mà đã biết trước họ muốn nói cái gì rồi nên gật đầu. Thông minh thấu suốt như vậy mà đâu được trong giày chừ động ngón. Chân mang giày không thể khoe chân đẹp chân xấu, vì giày phủ kín che khuất. Dù trong giày ngón chân có ngo ngoe cục cựa cũng không ai thấy. Như vậy khi bị che khuất, dù có muốn ngoi đầu lên cũng không ai thấy được. Thôi thì cứ yên phận ở trong đó. Lò hồng không đúc chừ dùi trong đẩy, cọp mạnh đói chừ chẳng liếc mồi. Cây dùi trong đẩy, lò lửa hồng không đúc được. Ý này dẫn từ điển tích. Bình Nguyên Dương sang nước Sở, Mao Toại xin đi theo. Bình Nguyên Dương bảo: Người hiền sĩ trong đời giống như chiếc dùi trong đẩy, mũi nó tất ló ra ngoài. Cây đẩy bằng vải tuy kín, nhưng đựng cây dùi mũi nhọn, cây dùi xuyên qua lớp vải ló đầu ra, không giấu kín được mũi dùi. Cũng vậy, ở đời người tài ba, người có khả năng thoát khỏi sanh tử, dù có đúc, đúc cũng không được. Thế nên chư tổ hay nói, dùi ở trong đẩy. Cọp mạnh đói chừ chẳng liếc mồi. Con cọp mạnh đang đói, thấy mồi không thèm ngó. Ý câu này muốn nói, tuy các thiền sư ẩn dật, không làm gì để hiển lộ tài năng và sức mạnh cho mọi người thấy, nhưng ở nơi các ngài đã có sẵn sức sống mãnh liệt và tinh thần vị tha không giới hạn. Cũng giống như con cọp đói, tuy thấy mồi mà không thèm nhìn, nhưng bản chất con cọp đó là cọp mạnh. Minh châu há ngại trừ sóng gió, sắc chánh xá gì trừ tía hồng. Hạt minh châu để dưới đáy hồ, dầu có gió làm nước dậy sóng chao động trên mặt hồ, hạt minh châu ở đáy hồ vẫn nằm yên, không động lay. Nó vẫn tỏa ánh sáng hoặc trắng hoặc vàng,
không ngại màu pha trộn như màu tía, màu hồng, vì nó là sắc chánh. Ý hai câu này nói, người thật có tài đức, thật giác ngộ, dù trú ẩn ở đâu, dù ở hoàn cảnh nào, những chướng duyên không thể chi phối làm lay chuyển được. Khả năng trí tuệ và đức hạnh của họ lúc nào cũng nguyên vẹn, không bị phai mờ hay hao mất. Đến đây rồi, trừ sự lý toàn bày, cầm giữ buông bỏ, trừ đâu cần nghĩ ngợi. Trâu đá nửa đêm vào biển đông, càng ngã san hô trăng như nước. Người tu mà nhận ra thể chân thật nơi mình rồi, tuy chưa ra làm việc lợi ích cho đời, nhưng không còn mắc kẹt, không bị lu mờ. Vì đến đây, sự lý hiện bày rõ ràng, không còn mờ mịt che giấu. Ngang đó thì cầm giữ hay buông bỏ không cần nghĩ ngợi. Giống như trâu đá vào biển đông. Ngày xưa nói sắc biết nói, trâu đá chạy là nói chuyện không đâu. Nhưng ngày nay, người bằng sắt, bằng gỗ, lắp máy vào cũng nói cũng hát được. Trâu bằng gỗ, bằng đá, lắp máy vào cũng chạy được. Ở đây thượng sĩ đề cập đến trâu đá là để nói, người tu khi tới chỗ không còn thấy hai bên đối đãi là không còn niệm phân biệt, song vẫn hằng giác hằng tri, có diệu dụng không thể lường được. Giống như trâu đá, tuy không tri giác, nhưng ban đêm nó nhào xuống biển đông, làm ngã hết những cây san hô ở dưới biển. Và thấy trăng cũng như nước. Nước là cái mờ che đậy, trăng thì sáng soi. Khi lý sự toàn bày rồi, thì cái mờ cái sáng đều như nhau. Tóm lại, thượng sĩ biểu môi tỏ thái độ không bằng lòng bởi những lý do. Một là thể chân thật từ xưa không có một vật, thế mà giờ đây ngũ uẩn tụ họp, bám chặt ngũ uẩn cho là mình, nên mới có ta, người, cao, thấp, dài, ngắn, rồi tự chịu sanh già bệnh chết từ đời này tới đời kia. Hai là cuộc đời từ con người cho đến muôn vật, thời tiết, tháng ngày đều ở trong dòng đối đãi sinh diệt vô thường giả dối. Thế mà người đời cứ mãi đắm đuối kiếm tìm đuổi bắt. Đối với những sự việc này, thượng sĩ biểu môi tỏ thái độ không bằng lòng. Vậy ngài có lỗi chê khen không? Và chúng ta có thấy để biểu môi như ngài hay bằng lòng chấp nhận để chịu chung số phận, cho sinh diệt vô thường chi phối hết kiếp này tới kiếp khác? Đối với sự việc này, thượng sĩ biểu môi không bằng lòng, dứt khoát sống đời ẩn dật. Trước hết là làm lạnh tâm danh lợi, sau làm người đồng tâm với tổ Bồ Đề Đạt Ma, làm người tri kỷ với lục tổ Huệ Năng, chơi với nhà thơ Đào Uyên Minh, chơi với những vị thanh thản như Triệu Châu. Tuy sống ẩn dật, chứ đạo đức giác ngộ không thể che giấu được. Giống như ngón chân không cử động được ở trong giày, nhưng không phải không có ngón chân. Hay như lò không đút được dùi trong đẩy, cọp mạnh đói mà không thèm ăn mồi, minh châu không sợ sóng gió. Thượng sĩ thấy rõ kiếp người tạm bợ, cuộc đời giả dối không thật, nên biểu môi cười không chấp nhận. Ngài sống đời ẩn dật, nuôi dưỡng đạo tâm, khi sự lý hiện bày rõ ràng thì không còn cầm giữ hay buông bỏ, không còn niệm hai bên đối đãi, thì sẽ được cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Dịch. Bài văn trữ từ tự răng. Ngày tháng nước chảy, dầu sang mây trôi, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi. Hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi. Hàng ngày đùa đưa tay bắt bóng, hạt cửu cao đầu đỏ có thừa. Cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi, chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu. Hợp tâm yếu thức tánh thông minh, cầu giải thoát chánh giác viên thành. Nơi trần tục tâm thanh diệu dụng,
trong mộng tạo tác, thức rồi đều không. Trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mảy tóc kẻ tơ. Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bợn, thân kiên cố không trước không sau. Sắc xuân hoa đoá đoá tươi hồng, trăng thu bóng tròn tròn viên diệu. Buộc niệm phàm thánh, chỉ hiềm là trái hẳn tướng chơn. Lòng quên tử sanh, liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. Còn mấy tình tam độ báo ứng, tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. Tùy bảy thức có chán có ưa, phá ba độc không chơn không vọng. Tướng nhân ngã khó thu khó nhiếp, kiếp hà sa luân hồi tứ sanh. Tham sân si cùng đấu cùng tranh, số tăng kỳ lang thang chín loại. Nhận hướng theo khuôn phép vô minh, luống uổng mất sắc thân tứ đại. Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu, liền chứng vào chánh định chân như. Điên đảo nhị kiến là đem lưới bủa cá đầu non. Tịch diệt nhất như cưỡi ngược lừa tiến lên bờ giác. Trong lòng nếu không thiên không đảng, tai mặt nghe người mắng người chê, cầm lửa đốt trời luống tự nhọc. Mắt được thấy là xót là thương, cầu chân như mà đoạn vọng niệm, dường la to để ác tiếng gian. Bỏ phiền não mà giữ niết bàn, tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn. Chợt dậy theo tâm duyên ý mã, khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. Không quay về tổ dứt đạo tràng, đâu tránh khỏi diêm dương ngục tốt. Đem bốn chữ vô thường nhanh chóng, không thối chuyển sáo giặc dẹp yên. Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, chứng vào được vô dư niết bàn. Giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng, chớ buông chí theo loài chim sẻ. Nay muốn câu cá ngạp cá kình, đừng bận biểu ẩn ương ếch nhái. Chất tay trân trọng bè bạn anh em, hoặc mỗi người có thánh có linh, nên ghé mắt nhìn xem tiến tới. Chào. Dạ. Trữ từ tự răng là bài văn thượng sĩ làm ra để tự răng nhắc mình. Trữ là tuôn chảy, tất cả những gì chứa ở trong đều tuôn ra hết. Từ là lời nói hay câu văn. Trữ từ tự răng là lời nói được tuôn ra hết, không chứa chấp trong lòng, để tự răng nhắc mình. Ngày tháng nước chảy, dầu sang mây trôi. Đây là hai câu mở đầu, thượng sĩ tự nhắc mình cũng như nhắc mọi người. Ngày tháng là thời gian, trôi qua mau như nước chảy không dừng. Nhưng dầu có sang trọng giống như mây nổi trôi trên hư không, có đó rồi mất đó, hư ảo không bền chắc. Gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi. Khi phong đại và hỏa đại nơi thân tứ đại này không tụ hội nữa, nó tan ra thì người già cũng như người trẻ trở thành cát bụi. Con người khi thở ra không hít vào thì tim ngừng đập, máu ngừng chảy, thân bất động nằm trơ ra đó. Thân thể từ đầu tới chân lạnh dần, rồi sình chướng to lên, da thịt nứt nẻ, nước vàng chảy ra, thịt da rửa nát, gân xương lìa từng khúc, mục nát thành cát bụi. Thượng sĩ tự nhắc mình cũng như nhắc chúng ta nhớ, cuộc đời từ thân tứ đại này cho đến sự giàu sang phú quý, nó phù du giả tạm, không bền, không chắc, không thật. Hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng. Hồn phách xa lìa thân xác này rồi thì thân xác này tan rã. Mấy mươi năm sống ở cõi đời giống như giấc mộng, có gì đâu. Hiện tại tất cả chúng ta thân xác tuy chưa tan nát, nhưng gẫm lại chúng ta sống mấy mươi năm qua
thấy như giấc mộng. Và cuộc mưu sinh, lúc làm dân khi làm quan, nay làm nghề này mai làm nghề kia lăng xăng, rốt cuộc rồi nhìn lại thấy như con rối múa may, không có nghĩa gì. Chính chỗ này Ngũ Tổ Pháp Diễn một hôm ra giữa chúng nói: Hôm qua Sơn Tăng vào thành, thấy một hàng rào trong là người gỗ, liền lại gần xem, hoặc thấy đẹp đẽ kỳ lạ, hoặc thấy xấu xa vô kể, chuyển động, đi, ngồi, xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi thấy rõ. Khi xem kỹ, vốn là miếng vải xanh bọc lại ở trong con người. Lão Tăng không thể chịu nổi, bèn đến hỏi ông tên gì. Người kia nói: Hòa thượng già xem là xong, hỏi tên làm gì? Người đi qua đi lại đẹp xấu đó là gì? Là con rối, nó đi qua đi lại, thấy khi đẹp khi xấu. Sở dĩ nó hoạt động được như thế là do người ở phía sau giật dây hoặc gắn máy điện nên nó mới múa may đi lại được. Như vậy, con rối hoạt động múa may mà chúng ta thấy đó, nó không thật. Cũng thế, cuộc đời chúng ta khi thăng khi trầm, lúc thì phú quý, lúc thì bần cùng, lúc được người tán thưởng, lúc bị miệt khinh, giống như con rối quay cuồng không thật. Thấy thì thấy, đừng có hỏi, đó chỉ là chuyện đùa đưa tay bắt bóng hàng ngày mà thôi. Trong cuộc sống, chúng ta đuổi theo cái này, chụp bắt cái kia, giống như những đứa trẻ nhà quê xem phim, thấy dọn cơm thịnh soạn, chạy tới bưng ăn, nó chỉ tốn công mà không được no dạ. Để thấy chúng ta say mê đắm đuối người cảnh, chẳng khác gì người đưa tay bắt bóng, vừa nắm là mất chẳng được gì. Thượng sĩ tự cảnh tỉnh Ngài, mà cũng cảnh tỉnh chúng ta nhìn cuộc đời là như vậy. Hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi. Hạt cửu cao được dẫn từ sách Thanh Dị Lục của Đào Cốc. Trong câu chuyện, Vũ Tống khi làm Vĩnh Vương, trong vườn ngự, ông nuôi nhiều chim, mỗi loài ông đặt cho một cái tên. Vịt trắng, ông đặt tên là Sách Tiên Sinh. Gà, ông đặt là Trường Minh Đô Úy. Rùa, ông đặt là Linh Thọ Tử. Hạt, ông đặt tên Cửu Cao Sử Sĩ. Sử Sĩ là nhà văn có tài. Hạt cửu cao đầu đỏ, ngầm ý nói con người có khả năng thuộc hạng tài giỏi. Cá vũ môn chỉ cho cá chày đuôi đỏ. Ở vũ môn bên Trung Hoa, tới mùa hoa đào nở thì cá chày đua nhau nhảy. Con nào nhảy qua ba cấp liền hóa thành rồng. Con hạc có tài, con cá chày hóa thành rồng, không đổi thay bản chất của nó, vẫn là hình thức đó. Cá chày vượt qua được ba cấp, nó biến thành rồng. Con hạc ở vườn ngự được đặt tên là cửu cao sử sĩ, nó cũng chỉ là con hạc thôi. Chẳng quay đầu hồi quang phản chiếu, hợp tâm yếu, thức tánh thông minh. Tại sao chúng ta không quay đầu lại để hồi quang phản chiếu cho hợp với tâm yếu của mình, để thấy thức tánh được sáng suốt? Cầu giải thoát, chánh giác viên thành, nơi trần tục, tâm thanh diệu dụng. Khi thức tánh sáng suốt rồi, nếu cầu giải thoát sẽ được thành tựu chánh giác một cách viên mãn. Tóm lại, khi biết quay đầu hồi quang phản chiếu và hợp với tâm yếu rồi thì thức tánh được sáng suốt. Lúc bấy giờ muốn được giải thoát liền được thành tựu chánh giác viên mãn. Và nếu chúng ta ở trong trần tục không cầu giải thoát thì tâm vẫn thanh tịnh đầy đủ, diệu dụng không thiếu. Ở trước, thượng sĩ nêu lên những hình ảnh cảnh tượng buồn giả dối tạm bợ, sao nhắc cho mọi người nếu có ý chí quyết vượt qua cảnh trần lao sanh tử thì sẽ được thành Phật, và nếu không thành Phật ở thế gian tâm cũng được thanh tịnh, có đủ diệu dụng.
trong mộng tạo tác, thức rồi đều không. Trong mộng chúng ta thấy khi làm cái này, khi làm cái kia, có lúc làm quan, có lúc làm giặc. Nhưng khi thức giấc rồi thì tất cả những cái đó không còn. Trong mộng tạo sanh thô sanh tế, tỉnh giấc rồi không mảy tóc kẻ tơ. Trong mộng chúng ta tạo tác việc thô, xấu, việc tế, tốt, tức là thế cảnh giữ cảnh lành. Khi tỉnh giấc rồi chẳng còn mảy may nào cả. Cuộc sống của con người giống như giấc mộng. Thế mà chúng ta đâu có thấy như giấc mộng, cứ theo đuổi nắm bắt hoài, nên không nhận ra cái thể chân thật ở nơi mình. Thể chân thật vốn không sanh không diệt, giống như mặt biển lúc nào cũng phẳng lặng. Hễ có gió thổi thì sóng dậy ầm ầm, lát trồi lên, lát lặn xuống. Những lượng sóng trồi lên lặn xuống đối với mặt biển chỉ là cái tạm bợ, chợt có chợt không, không thật. Cũng vậy, kiếp người nay còn mai mất, đối với tâm thể bất sanh bất diệt, giống như những lượng sóng chợt có chợt không đối với mặt biển phẳng lặng vậy. Những lượng sóng có trong thời gian rất ngắn, cuộc sống của kiếp người cũng ngắn ngủi, chừng vài mươi năm hoặc năm bảy mươi năm. Nhìn lại thấy như giấc mộng. Trong mộng cũng có cuộc sống, cũng ăn, cũng nói, cũng tranh giành danh lợi, cũng hơn, cũng thua, đủ thứ. Khi tỉnh giấc thì mọi sinh hoạt trong mộng không còn. Cũng vậy, những cái hơn thua được mất của kiếp người, khi nhắm mắt vẫn là tay không, chỉ có cái thể chân thật mới vĩnh cửu không mất. Còn những cái chúng ta có trong đời chỉ là tạm bợ không chân thật, nên nói không còn mảy tóc kẻ tơ.